nguy cơ xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Cảnh báo thời điểm đỉnh dịch tay chân miệng. Bị đánh ghen tại trụ sở, Chủ tịch xã ở Thành Hóa có mất ghế. Chạm mặt cả trai cho ngủ nhờ rồi làm bậy với thiếu nữ mới lớn trong phòng trọ ở Bắc Giang. Tổng cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo thiên tai dồn dập vào cuối năm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, nhiều nước trên thế giới đã trở lại cuộc sống bình thường mới sau đại dịch. Chính vì thế, những yêu cầu nghiêm ngặt để phòng dịch ở một số nước đã được chính quyền cân nhắc gỡ bỏ, Ngày 16 tháng 6, New Zealand đã ra thông báo dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành đối với hành khách nhập cảnh nước này. Kiểm soát dịch bằng các chiến lược phù hợp đã giúp New Zealand mở cửa biên giới một cách thận trọng và từng giai đoạn có hiệu quả. Theo đó, trong một thông báo ra ngày 16 tháng 6, Bộ trưởng phụ trách ứng phó với đại dịch COVID-19 của New Zealand, Ayesha Varro, cho biết New Zealand có thể dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 sớm hơn dự kiến. Theo bà Khoảng 90% người nhập cảnh New Zealand thực hiện xét nghiệm theo quy định khi đến và tỷ lệ dương tính khoảng 2-3%. Chính quyền New Zealand cho rằng số ca mắc nhập cảnh sẽ không tăng đáng kể khi nước này dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm. Mặc dù dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm, New Zealand vẫn duy trì các biện pháp giám sát cửa khẩu để phát hiện các biến thể mới của Sars-CoV-2 để biết được các biến thể mới nào xuất hiện tại biên giới người nhập cảnh sẽ vẫn được yêu cầu tự xét nghiệm vào ngày đầu tiên và xét nghiệm lại vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu sau khi nhập cảnh. Nếu có kết quả dương tính, sẽ phải xét nghiệm PCR. Cách đây 5 tháng, khi biến thể Omicron lây lan trong cộng đồng ở New Zealand, nước này đã chuyển sang trạng thái cảnh báo đèn đỏ và yêu cầu người dân tuân thủ phòng dịch nghiêm ngặt. Những động thái mới trong việc dỡ bỏ xét nghiệm trước khi nhập cảnh là tín hiệu tích cực về tình hình chống dịch, có hiệu quả ở New Zealand. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của chính quyền, New Zealand cũng như các quốc gia trên thế giới sẽ sớm đẩy lùi được dịch COVID-19 và trở về trạng thái bình thường mới thật sự. Dịch COVID-19 từ khi xuất hiện cho đến nay đã không ngừng phát triển và tiến hóa mạnh mẽ bằng nhiều biến chủng thông minh, có khả năng tránh vaccine và tạo ra những biến chủng mới. Ngoài biến thể Alpha, Beta, Delta, Gamma, Omicron, thì còn có nguy cơ xuất hiện các biến thể mới trong tương lai hay không? Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến từ chuyên gia. Virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa gây khó khăn trong việc xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể cũng như mức độ lây lan, tăng nặng và tử vong. Theo ý kiến của chuyên gia, biến thể Omicron chưa phải là biến thể cuối cùng. Việc xuất hiện biến thể mới hoàn toàn có khả năng có thể xuất hiện biến thể làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nặng tăng lên, nhất là nhóm dễ tổn thương hơn nữa miễn dịch có được do tiêm vaccine phòng bệnh và miễn dịch mắc phải đều không bền vững, do đó rất khó trong dự báo dịch. Tuy nhiên, trong thời gian tới, số ca nhiễm có thể tiếp tục theo xu hướng giảm hoặc tăng trở lại, tùy thuộc vào các điều kiện về tác nhân, xuất hiện các biến thể mới, về chính sách, thay đổi các biện pháp phòng chống dịch. Các biến thể, biến thể phụ đáng lo ngại mới vẫn tiếp tục xuất hiện với tốc độ khá nhanh trên thế giới. Tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc tiêm mũi nhắc lại là hoàn toàn cần thiết để phòng dịch, bởi vaccine COVID-19 không phải là vaccine sản xuất theo biến chủng mới. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vaccine vẫn có tác dụng với các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Vì vậy, người dân cần tiêm đủ, tiêm lại để đảm bảo điều kiện sức khỏe nhất là người già, người mắc bệnh nền. Ngoài ra, có nguy cơ gia tăng, gánh nặng kép cho hệ thống y tế do xu hướng gia tăng các dịch bệnh mùa hè như là sốt xuất huyết, tay chân miệng v.v. Đồng thời không loại trừ nguy cơ xâm nhập các dịch bệnh mới phát sinh như viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, bệnh đậu mùa khỉ. Do đó để phòng bệnh, người dân cần đăng ký tiêm bổ sung mũi 3, mũi 4 và cho con em mình ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi tiêm vaccine nhằm đảm bảo sức khỏe trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị trước thềm năm học mới. Quý vị cũng cần theo dõi thông tin thường xuyên và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế. Đằng sau nỗi ám ảnh về dịch bệnh COVID-19, nhiều phụ huynh đang đứng trước nỗi lo về dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ. Dịch bệnh truyền nhiễm nhất là bệnh lưu hành thường niên là điều khó tránh khỏi. Vậy thời điểm nào là đỉnh dịch tay chân miệng? Phụ huynh cần làm gì để phòng bệnh cho con? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thông tin của chúng tôi. Bệnh tay chân miệng là một bệnh dễ lây lan có thể phát triển thành ổ dịch trong một số trường hợp. Ổ dịch tay chân miệng thường được phát hiện ở những khu dân cư đông đúc, điều kiện vệ sinh kém hoặc tại các trường học, trường mầm non, trẻ giao tiếp với nhau, các bé hay cầm đồ chơi, mút ngón tay, tạo điều kiện lây nhiễm rất nhanh. Nếu trường học hay khu dân cư không vệ sinh tốt sẽ phát triển thành ổ dịch. Ví dụ, một nhà có trẻ mắc bệnh, qua nhà trẻ khác chơi và lây lan bệnh, sự giao lưu này cũng vô tình hình thành ổ dịch. Khi đối phó với bệnh tay chân miệng, không nên kỳ thị, không cách ly nghiêm ngặt, dẫn đến phản ứng ngược. Khi phát hiện ca bệnh, đầu tiên điều cần làm là cách ly trẻ mắc bệnh với trẻ lành, đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, sau đó nên tăng cường phát hiện sớm ca bệnh thứ hai. Thực hiện nhanh khử khuẩn, sát khuẩn, sàn nhà, vệ sinh sạch sẽ đồ chơi bằng nước xà phòng, phơi dưới ánh nắng mặt trời. Phụ huynh nên khử khuẩn cả những nơi trẻ hay cầm nắm như là điều khiển, tay nắm cửa, cầu thang, vân vân. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh tay chân miệng có hai thời điểm đỉnh dịch trong năm là tháng 4 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 12. Hiện tại đang là mùa dịch, đợt sau có thể bùng phát nhiều hơn so với đợt trước. Bệnh có thể lây qua đường tiêu hóa, trẻ ăn uống không vệ sinh, vệ sinh tay không sạch, thói quen mút tay, lây lan do dịch tiết bóng nước trên da ngoài ra người lớn có thể mang virus từ ngoài về lây cho trẻ nhỏ từ trẻ bệnh sang trẻ lành nhiều người thắc mắc vì sao con mình chỉ ở nhà vẫn mắc bệnh điều này chứng tỏ có người lớn mang virus về lây cho bé tuy nhiên cha mẹ không nên quá lo lắng hoảng sợ chỉ cần phát hiện sớm điều trị đúng cách sẽ không có biến chứng nặng và tử vong ví dụ khi biết được đang là mùa dịch tay chân miệng phụ huynh nên lưu ý để ý con có tiếp xúc gần với các trẻ mắc bệnh hay không Cha mẹ nên chú ý để dự phòng bệnh sớm, khi trẻ bị tay chân miệng không nên kiêng gió kiêng nước cho trẻ. Phụ huynh nên cho bé tắm rửa sạch sẽ, sinh hoạt trong điều kiện thoáng mát, vệ sinh cơ thể bình thường để tránh các nốt loét và bóng nước nhiễm trùng. Tháng 6 đang là mùa đỉnh dịch, chính vì thế phụ huynh cần chú ý chăm sóc con trẻ đúng cách, cho trẻ chơi ở nơi thoáng mát, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhất là trong hoạt động vui chơi của con khi nhận thấy những dấu hiệu bệnh ở trẻ, cần theo dõi thường xuyên, không tự ý cho trẻ bôi, uống các loại thuốc dân gian không rõ nguồn gốc, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ kê đơn kịp thời. Liên quan đến vụ Chủ tịch xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp, bị quay video clip và đánh ghen ngay tại trụ sở. Dư luận theo dõi vụ việc đặt ra câu hỏi, liệu vị Chủ tịch xã này sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý nào? Vụ việc xấu hổ, sai trái này có thể ẩn chứa sức mạnh khiến chủ tịch xã rất ghế, bay chức. Xin mời quý vị lắng nghe ý kiến, nhận định từ luật sư. Ngay sau khi quan hệ mờ ám của ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ và bà TTH, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ bị phanh phui, mới đây huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa đã tạm đình chỉ công tác ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ để làm rõ thông tin ông này quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp. Được biết vào chiều ngày 12 tháng 6, chồng bà H đã phát hiện ra hành vi gian díu của vợ mình và chủ tịch xã trong căn phòng khóa trái cửa tại chính trụ sở ủy ban nhân dân xã. Người đàn ông đã đập cửa kính, quay clip làm bằng chứng. Sau đó ông Gương đã bị người nhà bà Hắc hành hung phải nhập viện điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, người chồng đã gửi đơn tố cáo và bằng chứng tới lãnh đạo huyện. Trước sự việc trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng hành vi ngoại tình quan hệ bất chính với đồng nghiệp tại trụ sở cơ quan là hành vi vi phạm nghiêm trọng, đạo đức, lối sống. Do đó, nếu cơ quan chức năng kết luận có sự việc trên, các cán bộ này sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật. Việc đánh ghen gây tổn hại đến tài sản của cơ quan nhà nước, người nhà bà H cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc ngoại tình đánh ghen, trong đó có cả những trường hợp vi phạm là cán bộ công chức nhà nước. Điều này cho thấy đã có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức xã hội, hành vi ngoại tình, không chung thủy không những vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, luật hôn nhân và gia đình. Người vi phạm là cán bộ, hành vi này là vi phạm đạo đức lối sống và cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Do đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Với những chứng cứ như clip ghi hình sự việc cơ quan chức năng sẽ làm rõ mối quan hệ giữa chủ tịch xã với nữ cán bộ xã này như thế nào, có quan hệ ngoài hôn nhân hay không. Việc hai người trong phòng khóa trái cửa, trong phòng làm việc, ngày trong giờ hành chính và không mặc quần áo có phải là hành vi quan hệ tình dục, ngoại tình, vi phạm đạo đức lối sống cán bộ hay không. Trường hợp nội dung tố cáo là đúng, các chứng cứ thể hiện qua clip, các chứng cứ khác cho thấy đã có hành vi ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ, vị chủ tịch xã sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật về mặt chính quyền, có thể sẽ ở những mức cao như cách chức, khai trừ ra khỏi đảng, buộc thôi việc. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ mối quan hệ bất chính nếu có phát sinh từ thời điểm nào, trong thời gian qua đã có những hành vi vi phạm đạo đức lối sống nào khác hay không. Ngoài ra, sẽ làm rõ quá trình công tác, vị cán bộ này có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đã từng vi phạm kỷ luật hay chưa vụ việc 12 con dê đi lạc vào nhà quan xã trước đây đã xử lý triệt để hay chưa? Việc xử lý kỷ luật trước đây cũng như việc thuyên chuyển công tác, tiếp tục bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có đúng quy định pháp luật hay không để giải quyết triệt để, công bằng, đúng pháp luật đối với vị cán bộ này. Nói về việc người nhà bà H có hành vi đập cửa kính, quay clip, hành hung vị chủ tịch xã phải vào viện điều trị, luật sư Cường cho rằng pháp luật cho phép nạn nhân và những người khác có quyền ghi lại các bằng chứng để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, có quyền cung cấp các bằng chứng vi phạm pháp luật của người khác cho cơ quan chức năng. Trong quá trình thực hiện hành vi để ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây thiệt hại nhỏ hơn hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật gây ra, có thể được coi là tình thế cấp thiết và được loại trừ trách nhiệm pháp lý. Đối với người chồng đã thực hiện hành vi quay lại clip để ghi lại chứng cứ về hành vi ngoại tình của vợ mình, và người đàn ông khác. Đây là hành vi pháp luật không cấm. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm hành vi vì ghen tuông mà xâm phạm trái pháp luật đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi thu thập thông tin, đăng tải các thông tin lên các trang mạng xã hội được thực hiện như thế nào. Trong trường hợp có hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, đến sức khỏe và tài sản của người khác, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra, người đánh ghen quá đà sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể là bị xử phạt hành chính, thậm chí trong một số tình huống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi đập cửa kính được thực hiện như thế nào, nhằm mục đích gì và thương tích của người phụ nữ do vật gì gây ra. Trong trường hợp hành vi đập cửa kính là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác và thiệt hại cũng không lớn, mục đích là để thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, có thể xác định đây là tình thế cấp thiết theo quy định của pháp luật. Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết sẽ được loại trừ trách nhiệm pháp lý. Cụ thể vào điều 23 Bộ luật hình sự quy định, tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, có được xác định là tình thế cấp thiết hay không, có mục đích cố ý làm hư hỏng tài sản hay không để làm căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp thiệt hại không lớn, người gây thiệt hại tự nguyện bồi thường, đây là hành vi trong tình thế cấp thiết, để ghi lại những chứng cứ vi phạm pháp luật thì có thể sẽ không bị xử lý. Hành vi quan hệ dàn díu tại ngay chính trụ sở làm việc của hai vị lãnh đạo sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật nơi làm việc đúng như tên gọi là nơi để các cán bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao phó. Thế nhưng, những hành vi bất chính lại được phát hiện ngay trong chính nơi nghiêm túc này, quả thật đã khiến cho nhiều người đặt ra dấu hỏi thật lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất về vụ việc khi có kết luận của cơ quan điều tra trong những video tiếp theo. Sau va chạm giao thông, nhiều người chọn cách chờ cảnh sát giao thông đến hiện trường xử lý, người chọn cãi tay đôi, làm rõ trắng đen, có người lại gọi ngay cho công ty bảo hiểm hay đơn giản là thông cảm cho nhau để kịp về nhà. Thế nhưng sau va chạm giao thông, lại cầm hung khí lao vào hỗn chiến như những đối tượng dưới đây, thì chỉ còn cách cùng nhau lên công an đàm đạo mà thôi. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Huỳnh Minh Nhật 37 tuổi, ngủ tại Sóc Trăng, và Phan Thanh Nghị, 29 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, hẹn gặp nhau để nói chuyện. Tuy nhiên, trưa ngày 14 tháng 6, khi đến đường 35 CL, phương Cát Lái, thì ô tô Mercedes do Nguyễn Văn Vịnh, 39 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, điều khiển va chạm với xe tải của Nghị. Sau vụ việc, hai bên cự cãi và lao vào đánh nhau. Vụ hỗn chiến khiến hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Ngoài ra, ô tô của Vịnh cũng bị hư hỏng. Theo hình ảnh camera người dân ghi lại, Nhóm người điều khiển ô tô đã dùng xịt hơi cay và các hung khí lao vào tấn công, đấm đá vào người tài xế xe tải. Tài xế xe tải dù cố gắng vùng vẫy chạy vào quán nước để tránh sự tấn công, nhưng nhóm người vẫn lao theo hành hung. Đến chiều ngày 16 tháng 6, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập 6 người trong vụ xịt hơi cay, truy sát người sau va chạm giao thông tại phường Cát Lái và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Va chạm là điều không ai mong muốn khi tham gia giao thông. Thế nhưng hành xử manh động, Truy sát người như các đối tượng trên là hành vi nguy hiểm cần lên án. Vụ việc không chỉ gây thương tích cho những người trực tiếp có mặt trong vụ việc mà còn gây mất trật tự và hoang mang cho những người chứng kiến. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ sự việc, có những hình phạt thích đáng để răn đe cho những đối tượng khác. Khi bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, mỗi bạn trẻ dù là nam hay nữ cần tự bảo vệ mình trước những sự tấn công của người lạ, chỉ vì suy nghĩ đơn giản đặt niềm tin nhầm chỗ có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc với bản thân, như câu chuyện của cô bé dưới đây. Ngày 16 tháng 6, công an Bắc Giang đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho ngủ nhờ, rồi làm bậy với thiếu nữ mới lớn tại phòng trọ. Mời quý vị cùng theo dõi tin tức của chúng tôi. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 6, Lương Văn Phái, sinh năm 1999, trú tại bản Bù Bâu, xã Chì Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, ở trọ tại thôn Song Khê một, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Khi phái chuẩn bị đi làm đêm, thì thấy cháu N.I.N. sinh năm 2004 ở xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đi về. Thấy N.I.N. không có chìa khóa phòng trọ do bạn ở cùng về quê, nên phái đã bảo N.I.N. sang phòng trọ của phái ngủ. Sau đó, phái đi làm. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 6, khi phái đi làm về, thấy N.I.N. đang nằm ngủ trên giường, nên đã nảy sinh ý định và giở trò làm bậy đối với N.I.N. Theo cơ quan điều tra, ngày 14 tháng 6, công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của cháu N về việc khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, cháu N bị một nam thanh niên tên Phái, sinh năm 1999 quê ở Sơn La, ở cùng khu nhà trọ tại thôn Song Khê 1, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, lợi dụng lúc cháu ngủ say đã có hành vi đồi bại. Ngay sau khi nhận được trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đã phân công cán bộ điều tra xác minh vụ việc. Sau đó, công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ nghi phạm Lương Văn Phái, sinh năm 1999, trú tại bản Vù Pâu, xã Diền Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, Lương Văn Phái khai nhận toàn bộ vụ việc. Khi ở ngoài một mình, các bạn trẻ nên tập cho mình thói quen báo cáo cho người thân, bạn bè về địa điểm người lạ mà mình gặp. Không nên nhẹ dạ hay tin tưởng hoàn toàn vào lời người khác trong cuộc sống còn có rất nhiều người tử tế. Nhưng những tên đểu cán, giả làm người tốt cũng không hề hiếm. Chính vì vậy, cảnh giác với mọi đối tượng chưa bao giờ là hành động thừa. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, có lẽ là bài học thấm thía cho đối tượng trộm ô tô rồi bỏ chạy ở thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Cuộc tàu thoát của tên trộm đã trở thành cuộc truy bắt có sự phối hợp của công an, cảnh sát, nhiều tỉnh, thành phố cuối cùng kẻ trộm ô tô cũng không thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Liên quan đến vụ trộm xe ô tô rồi bỏ chạy mà chúng tôi đã đưa tin trước đó, khi thấy cảnh sát, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, tuy nhiên sau đó tên này đã lao xe vào một nhà hàng đang sửa chữa ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trưa ngày 16 tháng 6 năm 2022, Công an thành phố Dĩ An, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Long An và Bến Tre điều tra vụ trộm xe ô tô bị truy đuổi rồi tông vào một nhà hàng. Theo đó, sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo từ Công an tỉnh Long An về việc một đối tượng trong băng trộm xe ô tô đang điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Vios màu đỏ biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy về hướng Thị xã Tân Uyên. Một lúc sau, tổ tuần tra phát hiện chiếc ô tô nói trên nên yêu cầu tài xế dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ cảnh sát giao thông cùng người dân đuổi về hướng thành phố Dĩ An. Khi tới một nhà hàng đang sửa chữa trên đường DT 743 thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì đối tượng mất lái tông sập và mái tôn rào chắn của công trình rồi lao vào bên trong. Rất nhanh sau đó, người dân và tổ cảnh sát giao thông khống chế nghi phạm. Vụ việc làm nhiều đồ đạc và chiếc ô tô hư hỏng. Nhận thông tin, công an thành phố Dĩ An có mặt phối hợp cùng công an thị xã Tân Uyên, công an tỉnh Bến Tre, Long An lấy lời khai tại chỗ đối tượng. Danh tính nghi phạm được xác định là Đỗ Thanh Luân, sinh năm 1995, quê tỉnh Tiền Giang. Đây là đối tượng trong chuyên án trộm xe ô tô mà công an các tỉnh miền Tây đang truy bắt. Chiếc ô tô nói trên bị trộm tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là tên trộm ô tô liên tỉnh đã xa lưới pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thông tin mới nhất về vụ việc khi có kết luận từ cơ quan chức năng. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô 4 chỗ khiến xe ô tô lật ngửa và gây ủng tắc tại trạm thu phí. May mắn trong vụ tai nạn không có ai bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Sáng ngày 16 tháng 6, một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe bus xảy ra tại trạm thu phí cầu Đồng Nai theo hướng cầu Đồng Nai thành phố Biên Hòa, khiến xe ô tô lật ngửa, giao thông ủng tắc kéo dài qua trạm thu phí. Thông tin ban đầu, Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, nữ tài xế điều khiển xe ô tô biển số 51H-65875 lưu thông qua cầu Đồng Nai khi đến trạm thu phí đã va chạm với xe buýt tuyến 150 biển số 51B-30374 lưu thông cùng chiều vào trạm thu phí. Cuộc va chạm giữa hai phương tiện đã khiến xe ô tô bị lật ngửa. May mắn nữ tài xế cùng hai em nhỏ trên xe không bị thương. Do ảnh hưởng từ vụ va chạm đã khiến giao thông ủng tắc kéo dài qua khu vực trạm thu phí. Được biết trạm thu phí cầu Đồng Nai đã tạm ngừng hoạt động các phương tiện lưu thông đông đúc trong giờ cao điểm và thường xuyên xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông. Sau khi vụ va chạm xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến bất thường trong nhiều tháng trở lại đây, chắc hẳn ai cũng đều cảm nhận được. Theo thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, Dự báo trong những tháng cuối năm, thiên tai sẽ xảy ra dồn dập, chính vì thế người dân cần theo dõi thông tin để có biện pháp ứng phó kịp thời. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, từ nay cho đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nước ta khoảng từ 4 đến 6 cơn ở mức sắp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp dồn dập trong các tháng cuối năm 2022. Trong các tháng mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trái lại tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Từ khoảng tháng 10 đến tháng 11, khu vực ven biển, Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn dồn dập, khả năng cao thiên tai vào cuối năm là dồn dập khi mưa nhiều, bão kết hợp với không khí lạnh có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực trung bộ. Ngoài ra cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gây gắt, không kéo dài như năm 2021. Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ mùa đông năm nay có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo chuyên gia, để nâng cao chất lượng dự báo mưa sẽ cần hai giải pháp chính. Một là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo mưa lớn với tận dụng các tối đa thông tin dữ liệu của radar thời tiết, vệ tinh khí tượng nhằm nâng cao chất lượng dự báo mưa lớn theo hướng định lượng. Chi tiết hay là trong ứng phó thường xuyên cập nhật thông tin, sử dụng bản tin dài hạn để chuẩn bị, dự lệnh cho các hành động và sử dụng các bản tin ngắn hạn để hành động nhanh, kịp thời với diễn biến của mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like và subscribe kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin lần sau. thank